Nơi đâu cho chúng tôi gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi ô lưu mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đến từ thương hiệu Panasonic, model của nó là SNPS 300. Model này để bán khá là nhiều rồi trong phân khúc bình dân. Nó được sản xuất năm 1990. Với giá xưởng của nó 29.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 7 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10,3 cm và chiều sâu là 29 cm, và nó nặng là 3,5 kg. Mắt đọc thì đúng mắt đọc của Panasonic rồi, bền bỉ ổn định và không ken đĩa. Chip giải mã của chiếc đầu này thì dùng chip giải mã độc quyền của hãng mát là của Panasonic, chip 1 bit tương đương với lại chất âm cho ra là 20 bit, sạch sẽ chi tiết chung rất là rõ ràng. Về phần ngoại hình thì em có quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Phần mặt tiền có chiếc đầu này đây có một cái vết xước nhẹ này. Đấy. Đây có vết xước mờ cái ở bàn phím này thôi. Nhìn kỹ thì mới thấy. Còn lại thì cơ bản là đẹp ạ. Về phần nắp lưng đây, nắp lưng này chắc anh Nhật anh đánh dấu thì chắc là 5 tháng gì đây này. Đấy. Đây bên này có chảy sơn này, có vết xước mờ. Về phần cạnh trên đây, ở cạnh trên thì có vết xước này. Đấy. Trên này cũng bị chảy và nó hơi có lấm chấm ố này. Model của nó đây, SNPS 300, điện 100V, công suất 12W và được sản xuất tại Nhật Bản. Sơ đi của nó đây, sơ đi của nó là 10A10661. Đấy. Và chiếc đồng này thì có một đường anode thôi và một đường quang quang ra, nhưng mà đường quang này thì không thấy sáng, không biết là sao không sáng đấy nhé. Đấy, đây là quang ra không thấy sáng, coi như cái chức năng quang này bỏ đấy nhé. Đây là đường số 8 rồi, đường số 8 rồi. Không biết gì đây em nào có chưa nào. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây. Nguồn bọc nhựa rất là kỹ càng, chống nhũ tốt các nhé. Đây. Máy móc thì di nguyên bản, bắt tạc cũng đi theo máy luôn nhé. Đồng đồ đề mới thì ngoài cái tủ bên trên này thì nằm bảo vệ máy bên dưới nữa, AC là bên dưới nữa. Cái cơ của cái con này á, thì nó trở thành trục này, thì nó hơi bị gằn một chút. Đấy. Một chút để test cho bác thấy nhé. Đấy, nó hơi đưa vào thôi, ra thì êm mái vào nó hơi gằn một chút. Đây, phải đáy phía dưới đây. Đấy. Rồi. Và đây. Cơ cho ra thì rất là êm. Thế nhưng khi kéo vào ấy, nó hơi gằn nhẹ một chút. Đấy. Này. Đấy, nó hơi gằn một tí thôi, nó không hiểu gì cả các nhá. Rồi, và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với giá là 600 ngàn đồng. Em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì trả tiền cho em. Số điện thoại là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào gần thì qua nhà em chọn lựa một sản phẩm, bác nào tỉnh xa liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng nữa hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tự ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác, nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa tiền phí thì bảo hành giúp em. Mình chơi đồ vãi mà thì hư đồ sửa đấy các bác ạ nhé. Chứ em cũng muốn bán cho bác cái sản phẩm bền theo 5 tháng, chứ không muốn bán cho bác cái sản phẩm nó bị sự cố cả. Nhưng mà đồ vãi đã có sử dụng rồi thì mình không thể nó mạnh được. Đấy.
Rồi, đầu thì không ken đĩa nhé, đọc tốt đĩa lòng xanh, đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, cũng đĩa lòng trắng ạ. Em mà test một cái đĩa chép full full lô đây, các bạn cùng thưởng thức ạ. Đã nhận đĩa. Đọc rất tốt ạ. Thôi rồi anh đã phải.
Xin phép được dừng diễn tại đây thì trước lúc này tuy là ít tiền thôi nhưng không có nghĩa là nó kém chất lượng các bác nhé, và không phải là mắt nó không tốt. Sản phẩm bên em bán ra tuy ít tiền nhưng mắt nó phải tốt nhé. Đấy. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với giá chỉ có 600.000 đồng thôi. Đấy. Số điện thoại là 0907 223 209 thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.